biết luôn. Rồi, thường chào cả nhà nha. Em trai mình thì đúng là đáng lẽ ra là bữa nay mình không có ấy bạn, mình không có quay tại vì mình gấp đi đám giỗ tới nhà của mẹ vợ mình á. Nhưng mà thôi, gắng quen phúc cho anh em á, chia sẻ cái video ngắn. Bắt con hành khủng thôi. Lọp mình là lọp lớn nè. 8 lưới phân 2 lên 8 ô qua 10 ô bạn, dài 5 tấc. Trong này thì có hậu hành nè bạn. Nãy mình dính được con nhất với mấy hành con hành nhất với cái này được con hành ba nè. Mấy ngựa nữa. Giờ cho em trai mình bắt ngon con họ hình khủng này ra cho anh em xem. Nói chung cái luồng bẫy là luồng bẫy quyền thoại của mình nha cả nhà. Con này phải ngoài 1 kg mà được cái mấy thôi à. Dữ lắm rồi mình để. Để ra ra đó rồi cái em đậu con này cũng phải ký mốt để ra thôi. Con hành này dữ lắm con hành, con hành đỏ nha. Con này cố thủ quá. Em trai mình đậu 1 ký mốt mà không biết thì đó. Thổi nó, đó nó ra đó. Dữ lắm con hành bạn ơi. Trời ơi. Đây nè huynh đệ ơi. Nói gì cho ngầu anh em ơi. Con hành này chắc khoảng ký, cứng ký bạn. Ký mốt nổi không? Cỡ 6 rồi hả? Hả? Cỡ ký 6, ký 60 ạ. Ký 60 hả? Ký 60. Nè bạn. Đưa cầm tay vô đo với nó lại cho anh em cả nhà mình dễ coi. Được. Dễ coi nè, cưng cầm đi, cưng cầm đi nè, đưa cầm tay vô đo nè. Nè cả nhà, là cái bề bụng nó lên cho dễ coi nè, thấy chưa, cái cầm tay của em trai mình mà so với cái con gắn này là cũng em luôn các bạn. Ký 60. Khoảng ký 60 tới ký mốt nha bạn. Con này nó cũng có đòn hả? Dài ha. Trời ơi, con hành ăn nội thôi, con hành đỏ. Tại nó còn con chuột cho nên thấy cuốn quá tại nãy đón ký mốt, con này có cái kinh kinh ký. Rồi, ngồi xuống chụp cho tấm hình cho em trai cầm cho nó đẹp cái mốt về đăng ảnh đại diện xuất sắc cho đây cho nó mát rồi. Mới mốt cho em trai mình đăng cái hình hình Facebook đó. Rồi, ngon lành. Rồi, ngừng máy nha cả nhà. Thì mình chỉ đăng một đoạn video vắn vắn cho anh em xem thôi. Lại, mở cái túi ra đem cầm cho. Mở cái túi ra bắt con, quên, mở cái túi ra bắt con hành kia cho anh em cả nhà xem. Đúng ra thì bữa nay quay video thì cái thời gian đi nó lâu lắm mấy bạn. Cho nên là mình không có quay ha. Quay một đoạn thôi. Tại nay có dính hành khủng nè. Luồng bẫy là luồng quẩy quyền thoại của mình nha cả nhà. Cái này coi con này là 6 lần nè. Đó, gắn này là khoảng 6 lần, 6 lần rưỡi mà so với nó. Nè lại, cầm hai con lại. So với em nó nè bạn. Đó không? Một trời một vực luôn á. Nhưng gắn bà với gắn nhất vậy. Hết biết không? Đã. Rồi. Thôi, tạm thời mình ngưng máy nha cả nhà. Cho em nó vô vỏ rồi mình đi tiếp. Nó đang nhả chuột ra lại cho nó nhả.